Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Thì Chúa vẫn là tiếng nói tối hậu, phải không chị? Chúa nói chưa đến giờ, còn ở lại. Thì Chúa nhờ cho Bác Thái Bá Hoàng là một trong những chiến sĩ cầu nguyện cầu thai cho Hội Thánh từ lúc về Houston cho đến bây giờ. Nên chúng tôi cảm ơn Chúa và tin rằng Chúa nghe giữ ông để tiếp tục ở trong chức vụ cầu thai cho công việc của Hội Thánh ở tại đây, trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta ngợi khen Chúa của chúng ta. Cảm ơn Chúa vì những điều lớn lao Chúa Ngài đang làm và sẽ tiếp tục làm trên Hội Thánh, đến mức độ mà chúng ta sẽ nghe, nhiều người sẽ nghe những tin tức này. Và có một cái khải tượng mà Chúa cho chúng tôi thấy và lời tiên tri rằng sẽ đến lúc người ta sẽ xếp hàng ở ngoài bãi đậu xe để chờ đến phiên của họ vào được bên trong này để nhận được sự chữa lành. Như lời của bài hát hôm nay mà ban hát dẫn đã hướng dẫn, tôi khuyến khích anh chị em chúng ta sử dụng. Chúng ta bước vào ở trong năm mới của người Do Thái. Hôm chiều thứ Sáu vừa qua, năm nay 1784 là năm mà cái số 4 đó là hình ảnh của một cái cửa của cái lều được vén ra, được mở ra. Thì chúng ta nhận có tính cách tiên tri là năm nay là năm mà nhiều cánh cửa sẽ mở ra cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và số 4 cũng là số của sự phục hồi. Và có một cái lời của Chúa đến cho những người có ơn của Chúa chia sẻ với chúng ta, đó là Chúa, Ngài báo cho biết là chúng ta đang bước vào ở trong cái thời điểm của sự Đức Giê-hô-va phục hồi công việc của Ngài và làm trọn công việc mà Ngài đã hứa. Nên tất cả những gì đã trật nhịp, tất cả những lời tiên tri chưa hoàn thành một cách trọn vẹn, đây là thời điểm mà Chúa Ngài sẽ làm. Và năm nay cũng là năm mà chúng ta biết rằng Chúa Ngài muốn dân sự của Chúa, chúng ta nắm bắt một cái phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho, là chúng ta phải công bố thành lời những gì chúng ta ao ước Chúa Ngài làm. Vì chúng ta đang ở trong cái thời điểm mà mùa Gô-sen của Joseph, nơi đường sữa, nơi tốt đẹp nhất của xứ Ai Cập, mà Pharaoh, người đã biết Joseph, đã ban cho, đã cắt đặt để Gia-cốp và con cháu của mình có thể định cư tại đó. Và Chúa Ngài đang dẫn chúng ta đi vào ở trong những ngày của Gô-sen, những phước hạnh mà Chúa Ngài dành ban. Và chúng ta là những người đã được Chúa Ngài mang đến đây trước. Chúa Ngài cho chúng ta biết Chúa trước hơn những người còn ở trong gia đình của chúng ta, dòng họ của chúng ta. Để như Joseph, anh em toan làm hại tôi nhưng Đức Chúa Trời toan làm ơn cho tôi. Và chúng ta sẽ thấy những việc lớn lao xảy ra trong những ngày sắp đến. Amen anh chị em. Anh thật là phấn khích để chúng ta cứ tiến vào. Và như Chủ nhật vừa rồi tôi có kêu gọi. Và chúng tôi cố gắng giữ điều mà mình đã hứa, đã định. Đó là mỗi buổi tối khi chúng ta nhóm nhau lại, thì chương trình của chúng ta bắt đầu có thể một vài phút trước khi 7:30. Và chúng ta cố gắng kết thúc đúng giờ để quý ông bà anh chị em có thể đến tham dự và trở về trong cái thời gian mà chúng ta đã định với nhau. Và cảm ơn Chúa, thứ hai diễn ra cho đến ngày thứ sáu, mỗi một giây phút chúng ta thấy Chúa, Ngài bày tỏ ơn của Ngài, sự hiện diện của Ngài một mạnh mẽ. Và tôi tin rằng ngày mai chúng ta bước vào tuần thứ nhì, Chúa Ngài sẽ làm lớn hơn nữa. Vấn đề tới đây đó là việc Chúa Ngài còn chờ đợi nơi chúng ta khao khát đến cỡ nào và chúng ta dám đầu tư đến bao nhiêu để Chúa có thể làm những việc lớn của Ngài trong ơn của Chúa. Amen anh chị em. Nếu hoàn cảnh cho phép và thời giờ cho phép, tấm lòng anh chị em khao khát đủ, xin Chúa cho để chúng ta sẽ gặp gỡ nhau và chúng ta cùng cầu nguyện. Xin Chúa Ngài cho để BBC Houston của chúng ta, người Việt của chúng ta sẽ bước vào ở trong thiên mệnh mà Chúa Ngài đã định. Như lời tiên tri nhiều năm về trước và được nhắc lại, Chúa sẽ dùng người Việt Nam của chúng ta, Hội Thánh VBC chúng ta để làm mũi nhọn, để làm chức vụ mà khôi phục lại chức vụ quyền năng cho Hội Thánh của Chúa tại Hoa Kỳ này và thành phố Houston nói riêng. Như vậy thì chúng ta thấy trong cái lời tiên tri đó có những cái mức độ mà chúng ta thấy rằng sự hiện diện của Chúa và quyền năng của Ngài phải lớn đến độ mà chúng ta làm cái gương, chúng ta làm một cái ngồi nổ để chức vụ quyền năng được khôi phục lại trên đất nước này. Thì chúng ta thấy trong những ngày qua, sự chữa lành của Chúa là một trong những dấu hiệu chúng ta thấy. Khi người ta giảng là Chúa không còn làm phép lạ, người ta lại công bố rằng ân tứ đã qua đi khi các sứ đồ qua đời. Thì ân tứ đã dừng lại, tất cả mọi việc không còn nữa,
Bây giờ chúng ta cứ tin Chúa và ráng chịu đựng. Thì Chúa ngài đang dùng hội thánh của Chúa tại đây để nói lên rằng Chúa vẫn còn làm phép lạ. Amen anh chị em. Nếu ai sáng hôm nay đến đây vẫn còn ở trong tấm lòng của mình bị mắc cái thuốc mà người ta đã giảng, người ta đã dạy trong các hội thánh ở nhiều nơi đó, anh chị em tin rằng Chúa vẫn còn làm phép lạ. Thì lời làm chứng của anh Hải về việc của bác Thái Bá Hoàng thì tôi tin rằng nó cũng đủ sức để thuyết phục chúng ta rằng Chúa vẫn còn làm phép lạ. Amen anh chị em. Nếu bệnh viện mà người ta đã đề nghị với gia đình là đưa bác ra hospice để giữ cho thoải mái, để chờ lúc tắt hơi, Chúa cho ông đứng tại đây với chúng ta buổi sáng hôm nay, và Chúa cho trước khi bác sĩ có thể làm cái gì, cũng như là một cái bản tin khác, một mẫu tin khác đó là trước khi những người vật lý trị liệu đến để mà tập cho bác, để bác có thể đi đứng và tập hoạt động trở lại, thì Chúa cho ông đã về nhà trước khi họ đến kịp. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng ngài có thể làm những công việc lạ lùng quá sức tưởng tượng của chúng ta. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Lạy khen Chúa. Vâng phải. Hãy dâng lời tạ ơn Chúa và cầu nguyện càng hơn để Chúa ngài cho chúng ta mỗi một lúc chúng ta được Chúa ngài cho chúng ta cái đặc ân để làm những người mang lửa sục phục hưng của Chúa, sự hiện diện của ngài và quyền năng của ngài trong cuộc đời của mỗi một chúng ta. Để chúng ta đi đâu làm gì, thành phố này người ta sẽ được phước của Chúa qua cuộc đời của mỗi thành viên của VBC Houston. Bởi vì VBC Houston là ai, là gì? Là mỗi một chúng ta. 6100 đường Richmond này nó chỉ là cái cơ sở vật chất của chúng ta tại đây. Nhưng mà hội thánh của Chúa là mỗi ông bà anh chị em, những người đã được Chúa ngài kết nạp để chúng ta là thành viên của hội thánh này. Amen. Xin Chúa ngài ban phước cho chúng ta. Sáng hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục một lời cầu nguyện can đảm khác mà tôi tin rằng rất là cần ở trong đời sống của chúng ta. Một lời cầu nguyện can đảm mà chúng ta sẽ cầu nguyện trong suốt tuần lễ mới này là lời cầu nguyện mà chúng ta đã học ở trong những ngày qua. Không phải là những lời cầu nguyện an toàn. Chúa ban phước trên con, Chúa gìn giữ gia đình con, bảo vệ con, Chúa ngài tiếp trợ cho chúng con những gì chúng con cần. Xin Chúa cho chúng con thức ăn dùng đủ mỗi ngày. Có người nói mùa xưa tới Mỹ mà còn cầu nguyện cái điều đó, nó không còn hợp thời nữa. Mình ở đây mình còn nhịn ăn nữa, chứ còn mà xin Chúa cho thức ăn dùng đủ mỗi ngày thì nó thừa thải quá. Những lời cầu nguyện mà chúng ta thấy dường như là những lời cầu nguyện rất là an toàn. Chúa có đáp lời cũng được, mà không đáp lời cũng không sao. Những lời cầu nguyện như vậy, nó là tốt. Anh chị em, nhưng mà nó không thể chỉ là những lời cầu nguyện chúng ta xin mà thôi. Vì những lời cầu nguyện đó là những lời cầu nguyện chỉ cho khi phước hạnh của cá nhân chúng ta. Những lời cầu nguyện mà nó có tính cách ích kỷ. Đúng, Chúa ngài ban phước trên chúng ta, ngài đến để chiên của ngài được sự sống và được sự sống dữ dật, sự sống sung mãn. Ngài ban chúng ta sự cứu rỗi Zoe của ngài, làm mỗi mặt của đời sống chúng ta đều bừng lên trong sức sống của Chúa. Nhưng anh chị em, lời cầu nguyện, những lời cầu nguyện can đảm mà chúng ta đã được nhắc ở trong những ngày qua là những lời cầu nguyện mà khi Chúa ngài đáp lời là nhằm mục đích cho những người ngoài kia, cho thế gian lạc mất, cho những người đau khổ, cho những người đang cần Chúa. Chúng ta đã được nhắc nhở về lời cầu nguyện đầu tiên trong loạt bài này là lời cầu nguyện lại Chúa xin cho con sự dạn dĩ. Chúng ta biết hội thánh của Chúa ở tại Jerusalem bị bắt bớ vì sứ đồ Phêrô và Giăng đã làm một phép lạ mà Chúa ngài đã dùng tay của họ trong danh Đức Chúa Giêsu khiến cho một người bại từ thỏi sanh ra. Hằng ngày người ta ẩm bồng đến ở cửa đẹp của nhà thờ, đền thờ để ở tại đó và xin tiền những người đi vào thờ phượng ở trong đền thờ. Ngày hôm đó Phêrô và Giăng đi ngang và người này tưởng đâu rằng hai ông sẽ cho họ, cho ông một cái gì đó. Nhưng ông trả lời: bạc và vàng ta không có, nhưng điều ta có ta cho ngươi. Trong danh Giêsu người Nazareth, hãy đứng dậy và bước đi. Và Phêrô cúi xuống nắm tay người bại. Kinh Thánh ghi lại rằng người bại từ thỏa sanh ra, chân chưa bao giờ sử dụng. Chúng ta thấy có thể là nó giống như cái ổ bánh mì baguette đó. Nhảy một cái, xương mắt cá cứng vững và người này vừa đi vừa hãy múa ngợi khen Đức Chúa Trời. Kết quả là 5,000 người đã trở lại tin Chúa, khiến cho những người lãnh đạo của Do Thái giáo tức giận, bởi vì họ không vui vì cái đạo mới này, cái con đường mới này đang phát triển, họ đang mất người. Cho nên họ bắt hai sứ đồ đến tra hỏi và rồi cuối cùng họ bỏ tù, họ cấm đoán, họ hăm dọa, bởi vì cái người bại đó đang đứng ở trước mặt họ
Và dân chúng thì biết đây chính là cái người đã là người bại đã ngồi ở tại đó bao nhiêu năm qua để ăn xin người ta đây. Bây giờ ông đang đứng tại đó thì họ không dám làm gì. Nhưng mà họ kêu gọi và ngăn cấm hai sứ đồ không được lấy danh của Chúa Giêsu giảng dạy và làm bất cứ một điều gì nữa. Và sự hăm dọa của họ là nếu tiếp tục làm, họ sẽ bắt, họ sẽ đánh đòn, họ sẽ bỏ tù và họ có thể giết hai sứ đồ. Hai ông trở về báo cho hội thánh điều đó. Hội thánh không nói rằng ô, như vậy chúng ta phải ra khỏi Jerusalem lập tức. Mình phải đi tị nạn, mình phải bỏ trốn khỏi thành Jerusalem. Không, như thánh ghi lại chúng ta là cả hội thánh cùng đứng lên. Bỏ xin Chúa cho họ ơn của Chúa, thấy tay của Chúa đưa ra và làm những việc lớn hơn nữa. Và xin Chúa cho họ có sự dạn dĩ. Ông Lê cầu nguyện rất can đảm. Phải anh chị em? Trong hoàn cảnh người ta cấm, mình lại xin Chúa ngày cho được ơn càng hơn, dạn dĩ càng hơn để làm lớn hơn. Bởi vì nhiều người cần được phước của Chúa. Chúa ngày vừa lòng khi họ cầu nguyện thì nơi nhóm lại rúng động. Hết thảy đều được đầy dạy Đức Thánh Linh. Rồi họ bắt đầu đi ra giảng tin lành của Chúa một cách dạng gì. Chúa nghe đáp lời cầu nguyện. Thật là tuyệt vời trong ơn của Chúa. Và chúng ta cũng đã học qua lời cầu nguyện. Cũng can đảm khác. Trong lúc sứ không có nghe được tiếng phán của Chúa. Khải tượng sự hiện thấy cũng rất hiếm. Thì một lời cầu nguyện của cậu bé Samuel. Xin Đức Chúa Trời. Qua sự hướng dẫn của thầy tế lễ Haley. Lạy Chúa xin phán tôi tớ của Chúa đang lắng nghe. Chúa nghe đã đáp lời. Samuel trở nên sứ giả phục hưng. Được Chúa nghe sử dụng. Và ông là người nhận được những cái sự hướng dẫn lời của Chúa phán cho dân sự của Ngài. Và trong chức vụ của ông đã sức dầu cho vua Saul rồi sau đó cho David. Để trở nên một cái vương quốc mạnh mẽ vô cùng. Và được Chúa nghe hứa rằng ở trên ngôi của David sẽ không thiếu người cai trị, vì Chúa ngài sẽ cho ngôi của ông còn lại đến đời đời. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta biết Chúa Giêsu đã sanh ra từ trong chi tộc của vua David khi ngài mang lấy thân xác con người. Cảm ơn Chúa vì lời cầu nguyện đó. Là Chúa xin phán tôi tớ của Chúa đang lắng nghe. Cảm ơn Chúa vì ngài đang phán với hội thánh bằng nhiều cách khác nhau. Mức độ Chúa ngài phán dạy hội thánh của Chúa. Nếu chúng ta có cơ hội nhìn hết toàn cảnh, chúng ta sẽ thấy rằng rất là ngạc nhiên. Chúa nghe làm, nghe hướng dẫn. Ngợi khen Chúa. Và khi chúng ta được một sự lực đến để chia sẻ lời Chúa với chúng ta, thì bên tiếng Anh, một sự xem vẫn hướng dẫn lời cầu nguyện can đảm khác. Đó là Chúa, xin đập vỡ cuộc đời của con. Break me. Trong hình ảnh của người đàn bà đập bể cái bình dầu cam tùng của mình. Một cái bình dầu rất giá trị. Dầu trong đó thơm phức cả nhà khi nó được bể ra. Nhưng tất cả những dầu quý giá đó chứa ở trong cái bình này cho đến khi nó được đập vỡ. Và lời cầu nguyện táo bạo, can đảm đó dạy cho chúng ta một cái bài học. Đó là nếu chúng ta vẫn còn để cho cái tôi của mình ngăn trở, thì sự sức dầu ơn quyền của Đức Thánh Linh không thể nào lưu xuất ra được. Vì Chúa ngài tôn trọng và ngài cho chúng ta cái quyền để lựa chọn. Nên lời cầu nguyện can đảm đó là lạy Chúa xin làm cho con tan vỡ. Như Chúa Giêsu ngài nói như hạt lúa mì khi gieo vào trong đất. Nếu nó không chết đi thì nó nằm một mình. Nhưng mà nó chết đi thì nó mọc lên cái cây lúa mì rồi ra bông lúa 30, 60, 100 và nhiều hơn nữa. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta chịu để Chúa ngài cho chúng ta được vỡ ra, Chúa ngài có thể thi thố quyền năng lớn của ngài xuyên qua cuộc đời của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Hôm nay tôi mời anh chị em cầu nguyện một lời cầu nguyện khác. Đây là lời cầu nguyện can đảm nhất. Và tôi tin rằng có một số người trong chúng ta sẽ không dám cầu nguyện lời cầu nguyện này. Trừ trường hợp anh chị em được thuyết phục một cách sâu xa rằng sự đáp lời của Chúa có thể đem lại phước hạnh lớn lao xuyên qua cuộc đời chúng ta để giúp cho muôn người. Thì chúng ta mới có thể thắng được cái ích kỷ của mình mà chúng ta dám cầu nguyện lời cầu nguyện này. Lời cầu nguyện mà khi Chúa ngài đáp lời, chúng ta có thể không còn ngủ ngon giống như hiện tại. Chúng ta không còn nhìn cuộc đời với một cái nhìn lạnh lùng nữa. Khi Chúa ngài đáp lời sẽ khiến cho chúng ta sẽ không còn thoải mái, nhẹ nhàng nữa. Khi Chúa ngài đáp lời sẽ khiến cho chúng ta sẽ đứng dậy và làm một cái gì đó.
Tôi muốn nói lên lời cầu nguyện, lạy Chúa, xin làm tan vỡ trái tim con cho những điều làm tan nát lòng Chúa. Xin Chúa làm tan nát lòng con, tan vỡ trái tim của con cho những gì làm tan nát lòng của Chúa. Lời cầu nguyện này sẽ đẩy chúng ta ra khỏi sự ích kỷ của mình, sự vô cảm của mình đối với hoàn cảnh xung quanh của chúng ta. Nhưng lời cầu nguyện mà chúng ta xin Chúa ngày cho, để chúng ta tới đây và hội thánh của Chúa trên thành phố Houston này sẽ dám cầu nguyện. Vì tất cả những sự vận hành lớn lao của Chúa trong lịch sử của tuyển dân của Chúa, trong lịch sử cận đại của chúng ta, những cái chức vụ, những cái công việc mà chúng ta thấy đem lại ảnh hưởng cho cả nhân loại đó, là sự đáp lời của Đức Chúa Trời cho những con người có một tấm lòng, có một trái tim đã được Chúa nhận làm cho tàn nát. Là cầu nguyện can đảm, Chúa ơi, hãy làm tan vỡ trái tim của con. Bởi vì theo Chúa Giê-xu không bao giờ chỉ là để chúng ta được an toàn, anh chị em. Theo Chúa Giê-xu để chúng ta được cứu, chúng ta được Chúa ngày môn đồ hóa chúng ta, để chúng ta đi ra và chúng ta làm muối mặn của đất, chúng ta làm ánh sáng của thế gian, chúng ta trở nên những công cụ trong tay của Đức Chúa Trời để Ngài có thể sử dụng chúng ta và đem lại phước hạnh cho nhiều người. Lời cầu nguyện can đảm, Chúa ơi, xin hãy làm tan vỡ trái tim của con. Phá vỡ nó đi, nghiền nát nó đi, Chúa ơi. Tước đi mọi sự thoải mái của đời sống chúng con, những sự dễ chịu trong đời sống của con và những sự thờ ơ của con đối với nhu cầu của những người xung quanh. Tôi cũng xin báo trước anh chị em, nếu chị em dám cầu nguyện lời cầu nguyện này, Chúa Ngài sẽ đáp lời. Đây là điều mà tấm lòng của Chúa đang đau đớn khi Ngài nhìn thấy cái tình trạng của đất nước, cái hiện trạng của hội thánh của Chúa, của những gia đình, của tuổi trẻ, của những gì đang làm cho lòng của Chúa tan nát. Ngài muốn tìm thấy những con người nói rằng, Chúa ơi, cho con có cùng một tấm lòng với Ngài. Để rồi Chúa Ngài sẽ sử dụng chúng ta trong ơn của Chúa. Thì chúng ta cầu nguyện lời cầu nguyện này, như tôi nói, có thể chúng ta sẽ mất ngủ. Lòng của chúng ta có thể bị đốt cháy với cơn phẫn nộ thánh. Chúng ta không thể nào ngồi yên được, chúng ta nói rằng chuyện này không thể chấp nhận được. Chúng ta có thể bắt gặp chính mình làm những việc mà người khác không hiểu. Họ có thể chỉ trích, họ có thể nói nặng chúng ta. Chúng ta sẽ đối mặt với những sự phản kháng, phản đối, chỉ trích, bắt bớ của luôn cả những người mà chúng ta gọi là gần gũi và thân quen trước đây. Nhưng điều tuyệt vời anh chị em, trong cái sự, những cái nỗi đau, thống khổ, lòng của chúng ta tan nát đó, chúng ta sẽ tìm được niềm vui vì chúng ta có cùng một nhịp tim với Đức Chúa Trời của chúng ta, với Cha chúng ta trên trời. Amen. Anh chị em sẽ được phước khi tấm lòng của chúng ta tan vỡ cho những điều gì đó làm tan nát tấm lòng của Đức Chúa Trời. Mà thật, đây là một lời cầu nguyện can đảm. Chúa ơi, hãy làm tan vỡ trái tim của con. Chúng ta đến với một cái gương mà trong Kinh Thánh có nhiều hình ảnh của những con người mà tấm lòng của họ, con tim của họ tan nát đối với hoàn cảnh cũng như tình trạng của đất nước xứ sở mà họ đối diện, họ đang sống. Jeremy là một người đó. Jeremy có một cái biệt danh là vị tiên tri của sự than khóc. Tiên tri thì chúng ta thấy thường phải là một cái người mạnh mẽ có lời của Đức Chúa Trời đến, chứ không phải là một cái vị tiên tri mà cứ ngồi đó khóc. Nhưng mà ông được biết đến một cái biệt danh là một tiên tri than khóc. Ngoài việc sách tiên tri Jeremy, chúng ta biết cái sách kế tiếp là sách Ca Thương đó, cũng ông cũng là tác giả. Và sách Ca Thương cho chúng ta thấy được tấm lòng của ông tan nát như thế nào đó, chúng ta có thể thấy được. Ở đây chúng ta hiểu được cái hoàn cảnh của Jeremy, chúng ta cần phải biết cái tình trạng lúc bây giờ của nước, của người, của nước Giu-đa, nước của người Do Thái. Người chi phái miền Bắc đã bị bắt và tản lạc, còn hai chi phái miền Nam. Thời đó, cái bối cảnh đó là dân Giu-đa phản nghịch với Đức Chúa Trời. Họ bỏ Chúa và họ thờ lại thần tượng tà thần. Họ đối xử một cách bất công với những người quá buộc. Họ bóc lột những người nghèo. Và điều kinh hoàng nhất đó là họ đem con của họ,
giết con của mình mà dâng lên cho tà thần bằng cách ném nó vào trong lửa, hoặc là giết nó để dâng lên cho tà thần. Ở trong cái xứ thờ phượng Đức Chúa Trời, ở trong cái xứ là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Giê-rê-mi đau đớn với tấm lòng của Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh này. Ông nói những điều này không thể nào có thể diễn ra được. Sao các ngươi nói các ngươi là tuyển dân của Đức Chúa Trời, các ngươi kính sợ Ngài và yêu mến Ngài, mà các ngươi lại bỏ Ngài đi thờ lại tà thần như vậy? Làm thế nào để các ngươi xưng mình là người biết Chúa, biết tình yêu của Ngài, lại cư xử như vậy với những người xung quanh, lạm dụng những con người, đối xử tệ với những người cô thế? Cho nên tấm lòng của tiên tri Giê-rê-mi tan nát. Giê-rê-mi chương 8 câu 18 và câu 21 ghi lại lời của ông tại đây: ước gì tôi được an ủi khỏi cơn đau buồn, nỗi đớn đau làm cho tan nát cõi lòng. Và câu 21: vì vết thương của con gái dân tôi mà lòng tôi đau xót, tôi khóc than sầu muộn, nỗi kinh hoàng bám chặt lấy tôi. Cái nỗi đau đớn của ông nó quá lớn đến độ ông nói rằng không còn gì có thể an ủi được. Lòng của ông tan nát với những bất công, với những áp bức trên những người không thể tự bảo vệ mình được. Cái đứa nhỏ mà cha mẹ của nó thờ lại tà thần đó, bắt nó giết nó trước mặt để dâng lên cho tà thần, đứa nhỏ đó không thể bảo vệ chính mình được. Những người mạnh sức, những người lớn tuổi ở trong cái xứ đó đáng lý phải bảo vệ những đứa nhỏ này. Họ đứng đó cùng lòng với lại những người cha người mẹ này, giết con của mình để dâng lên cho tà thần. Điều đó người ta lúc bấy giờ, nhiều người họ cho rằng cái chuyện đó là chuyện tự nhiên. Nhưng mà lòng của Giê-rê-mi tan nát đến độ ông nói rằng không còn có gì có thể sửa chữa an ủi được. Nó nát đến như vậy. Cho nên ông đã làm điều ông biết phải làm. Ông đã giảng những bài giảng nảy lửa trong mạnh mẽ nhất ở trong lịch sử của thế giới này. Anh chị em có thể về đọc sách Giê-rê-mi và chúng ta sẽ thấy những bài giảng đó. Ông trực diện đối với tội lỗi, với dân sự của Chúa, và ông chỉ ra những cái sự sai lầm của họ. Ông giảng một cách đổ lửa. Bởi vì lòng của ông không chịu nổi nữa cái tình trạng mà chúng ta thấy rằng nó đang diễn ra trên đất nước xứ sở của tuyển dân của Đức Chúa Trời. Ông cầu nguyện, ông kiêng ăn, ông khóc lóc, ông cảnh báo, ông làm hết sức của mình, những gì ông có thể làm được, nhưng không thấy có gì thay đổi. Đó là lý do tại sao lòng của ông tan nát. Ông nói ước gì tôi được an ủi khỏi cơn đau buồn này. Nỗi buồn của tôi không thể chịu nổi, trái tim tôi tan nát. Câu hỏi mà tôi muốn đặt với anh chị em là, anh chị em có muốn điều đó xảy ra trong tấm lòng của mình không? Chắc nhiều người nó mù sứ. Tôi nó nát bấy rồi, tôi đi tìm Chúa, bây giờ nó lặng lặng rồi, bây giờ sao lại mục sư lại khuyến khích tôi cầu nguyện xin Chúa làm cho nó nát. Anh chị em, nát này đó là nát cho tội lỗi, nát cho những điều mà làm cho lòng của Đức Chúa Trời tan nát, chứ không phải là do lỗi chúng ta mà chúng ta làm cho cuộc đời chúng ta nó nát như tương. Hai cái khác nhau. Cái kia là hậu quả của tội lỗi, còn này này là xin Chúa cho chúng ta có một tấm lòng đau khổ với tấm lòng của Đức Chúa Trời, để chúng ta sẽ làm cái gì đó cho thế giới, cho xã hội, cho cộng đồng, cho thành phố của chúng ta. Bạn có muốn điều đó không? Bởi vì nhiều người trong chúng ta, khi chúng ta thức dậy mỗi ngày, chúng ta không muốn lòng của chúng ta tan nát, nhưng mà chúng ta muốn cái điều ngược lại. Chúng ta muốn là một ngày trôi qua mà không có gì là khó khăn lớn. Chúng ta muốn mỗi ngày chúng ta sống ai cũng thương mình á, không ai ghét bỏ mà đòi ném mình xuống giếng, giống như là người ta đã ném ông Giê-rê-mi. Chúng ta không muốn nhức đầu, không có muốn đau lòng. Cho nên thật là một lời cầu nguyện can đảm, phải không chứ? Xin làm tan vỡ trái tim con. Nhiều người trong chúng ta, cá nhân tôi trước đây cũng vậy, không thích lái xe mà nhìn ở góc đường phố của những con người vô gia cư đang cầm bảng xin tiền. Chúng ta còn nói thầm, không chịu đi làm ăn gì, làm biếng rồi đi xin tiền người ta. Nhà không ở, đi ra ở dưới gầm cầu đi xin ăn như vậy. Anh chị em, có nhiều trường hợp không phải vì họ ma túy hay là những số hư thật xấu. Chúng ta trước đây biết có một cặp vợ chồng vốn là một manager của một cái siêu thị rất là lớn.
Nhưng mà rồi hôn nhân của họ gãy đổ. Tiền đi ra ly dị đủ một thứ hết, trắng tay không còn gì hết. Anh phải sống ở ngoài một cái liều nhiều năm, ở phía sau lưng của một cái thư viện. Người này có ý chí làm ăn đó. Nhưng mà khi mất nhà, mất cửa, không có địa chỉ thì không còn xin cái gì được hết. Rồi nó cuốn vào ở trong cái vòng đó. Bây giờ mình không có địa chỉ gì để khi mình xin tiền trợ cấp hay bất cứ gì, người ta hỏi gì chứ đang ở đâu? Không thể nói rằng tôi ở phía sau lưng của một cái thư viện. Tôi đang sống ở trong một cái cánh rừng ở gần đây. Cảm ơn Chúa có những người đã tan nát tâm lòng khi nghe những hoàn cảnh này. Ở đây giúp đỡ. Trong những ngày lành, chạy đến chợ, đưa vào khách sạn chỗ ở. Người tan nát tấm lòng khi thấy hoàn cảnh này, cho về, ở tại cái trailer của mình, có một cái địa chỉ hẳn hoi để giúp đỡ cắt cỏ cho cái khung viên đó. Và tất cả được phục hồi. Cảm ơn Chúa. Sẽ làm tan nát trái tim con cho những điều làm tan nát lòng của Chúa. Không phải là chúng ta thấy động vật bị bỏ rơi, không ai chăm sóc, chúng ta bắt đem về nuôi. Nhưng mà nhiều hơn nữa anh chị em, một cái gánh nặng lớn hơn rất nhiều, nó chiếm cả suy nghĩ của chúng ta, không ngưng nghỉ. Nó như là ăn là nuốt chúng ta, nó gặm nhấm đời sống của chúng ta, tấm lòng của chúng ta, và không còn lựa chọn nào khác ngoài ra chúng ta phải đứng lên và làm một điều gì đó để thay đổi hoàn cảnh. Anh chị em, những điều tôi chia sẻ tại đây nó ngược lại với cái thứ văn hóa và lập trình mà có thể chúng ta đã được dạy rồi. Tin Chúa để được phước, tin Chúa để mình được cái này, được cái kia. Chắc chắn sẽ đến. Vì Chúa Ngài hứa với chúng ta như vậy. Ngài ban phước, Ngài vui mà khiến cho các tôi tớ của Ngài được phước. Nhưng Chúa Ngài không muốn chúng ta trở nên những con người ích kỷ. Ngài muốn chúng ta sống cho tha nhân, sống để giảng tin lành của Chúa, sống để mở mang nước của Chúa, sống để làm nguồn phước. Anh chị em yêu dấu, hình dung với tôi điều gì có thể xảy ra nếu những phước lành lớn nhất của Chúa đến từ sự tan vỡ lớn nhất từ Chúa. Hình dung với tôi không phải một người, một số người mà cả hội thánh của Chúa tại đây. Lòng của chúng ta tan nát đối với tình trạng của thành phố của chúng ta. Hôm qua con rể của tôi cho tôi một cái bức hình. Công ty của gia đình, một cái tiệm ăn ở tại Memorial City. Công việc đang tốt đẹp. Sáng hôm thứ hai, khi nhân viên đến để mở cửa tiệm khám phá ra có một thầy người chết bị ném ngay trước cửa tiệm. Tội ác đang gia tăng tại thành phố của chúng ta. Bởi vì những người đang lãnh đạo cho thành phố này hiện tại đang đi trong cái chiều hướng đó là bị bắt cần bỏ tiền để chuộc, để tại ngoại điều tra hầu tòa. Là con số 0, không cần đóng đồng nào cũng được đi ra. Bắt xong bỏ vô. Bye. Và cách chánh án thì ngồi và nói rằng bởi vì Covid, bởi cái này cái kia cho nên không lên để ngồi ghế để xử. Cho nên tội nhân thì nó cứ nhẫn nhơ sống. Tội ác cứ mỗi một ngày một lên cao. Nhiều người nói rằng nó chuyện tự nhiên. Thời buổi này thì chuyện nó mỗi ngày nó một tệ hơn là cái chuyện tự nhiên. Không, anh em, không thể là tự nhiên được. Thành phố này, sự bình an của nó là sự bình an của chúng ta. Và nhiều điều chúng ta thấy xung quanh chúng ta trong những ngày qua. Nhưng hình dung với tôi điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta dám cầu nguyện là lại Chúa sẽ làm tan nát lòng của con đối với như đang làm tan nát lòng của Chúa đối với thành phố của con, với cộng đồng của con, với gia đình của chúng con, với hội thánh của Chúa trên thành phố này. Rồi khi Chúa Ngài đáp lời cầu nguyện đó, chúng ta đều đứng lên và làm cái gì đó. Thứ hình dung thành phố này sẽ ra như thế nào trong những ngày sắp đến.
Vì khi Chúa nghe đáp lời, trái tim của chúng ta sẽ thổng thức, chúng ta sẽ đau lòng đối với những việc mà chúng ta không thể chấp nhận được. Chúng ta ai cũng muốn thoải mái, phải không chị? Nhưng mà nhớ điều này, thoải mái không bao giờ thôi thúc chúng ta hành động. Cuộc sống xa hoa hơn không bao giờ lay chuyển tôi quan tâm đến điều đau khổ của người khác. Và những ngày không đau đớn chưa bao giờ khiến tôi trở nên giống như Đấng Christ. Chuyên lời cầu nguyện là Chúa sẽ làm tan nát lòng của con, trái tim của con cho những điều làm tan nát lòng Chúa. Là lời cầu nguyện mà tôi khuyên hết thảy chúng ta hãy xin Chúa. Để rồi chúng ta được biến đổi. Để rồi chúng ta bước ra khỏi cái ích kỷ của mình. Chúa cứu chúng ta không phải để chúng ta trở nên người của nhà thờ rồi chúng ta ở trong nhà thờ. Nhưng mà Chúa cứu chúng ta để làm cho đời sống của chúng ta mặn như muối, để Chúa có thể rải chúng ta trở lại vào trong xã hội. Để chúng ta mới làm muối mặn của đất. Chứ rủ nhau rồi về đây chúng ta nhét vô hũ hết làm một cái hũ muối lớn, thì chúng ta không giúp ích gì được cho ai hết. Muối phải được rắc vào trong nồi canh, muối phải rải vào trong xã hội. Lúc bây giờ nó mới giữ cho xã hội, cho đời sống của con người chúng ta, trong cộng đồng chúng ta không bị băng hoại. Những cái đau đớn nó làm gì? Nó thanh tẩy chúng ta. Thì chúng ta thấy lý do tại sao mà tình trạng nó mỗi một ngày nó một tệ hơn như vậy. Tại sao gia đình của mình mỗi một ngày nó tệ xuống và nó đi đến cái chỗ này? Chúng ta ăn năn để được Chúa Ngài tha thứ, Ngài thanh tẩy chúng ta. Trong cái đau khổ nó sẽ giúp cái củng cố đời sống của chúng ta. Thử thách sẽ dạy chúng ta lệ thuộc vào Chúa nhiều hơn. Lạy Chúa, xin làm tan nát lòng của con, cho nên đều làm tan nát lòng của Chúa. Lời cầu nguyện đó sẽ kéo chúng ta ra khỏi việc theo đuổi sự thoải mái vị kỷ của chúng ta. Những con người khác ở trong Kinh Thánh mà chúng ta thấy lòng của họ đã tan nát. Môi-se, tôi tin rằng khi ông còn trẻ, ông đã từng chứng kiến những người đốc công, người Ai Cập, người Egypto đã đánh đập, đã đối xử tệ với người của ông. Thưa Bê-rơ nói rằng ông nhìn nhận mình là người với dân tộc của mình. Ông được nuôi dưỡng và tách riêng ra từ khi cứu ra khỏi dòng nước, được ở trong cung vua, học sự khôn ngoan của nước Egypto. Ông bỏ tất cả điều đó vì lòng của ông tan nát đối với lại dân tộc của ông. Họ bị đánh đập, họ bị đối xử tệ, họ bị kể là những tên nô lệ. Lòng của ông tan nát vì điều đó. Và nó cứ ở trong ông nhiều thập niên, cho đến chừng một ngày kia Đức Chúa Trời kêu gọi ông đứng trước mặt một con người quyền lực nhất thế giới với một tấm lòng tan vỡ vì sự đau khổ dân tộc ông, và nói rằng hãy để dân ta đi. Ông đã trở nên người lãnh đạo lỗi lạc nhất của lịch sử, những người lãnh đạo trong lịch sử của loài người của chúng ta. Và lòng của ông tan nát đối với tình trạng của dân tộc của mình. David, một cậu bé đối diện với chiến tranh, một người thanh niên đối diện với chiến tranh của quốc gia của mình. Cha ông kêu David: con đến đây, cha sai con đi thăm nuôi các anh của con. Các anh của ông đang ở tiền tuyến. Đem một ít bánh, đem một ít phô mai đi theo để thăm nuôi các anh, và cho các tướng, những người lãnh đạo của đồng quân nữa. David ra tiền tuyến nhằm cái lúc trận chiến đang yên lặng, vì có một người dền dàng khổng lồ đang đứng ở tay trũng, nói phạm đến Đức Chúa Trời và đạo quân của Ngài. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta, vua Saul và tất cả các tướng lãnh cũng như quân lính đều kinh hoàng về con người này. Ai cũng sợ bỏ chạy khi Goliath ra giữa trũng và có những lời thách đố đó. Nhưng mà Goliath đã phạm cái lỗi lầm lớn khi nói phạm đến Đức Chúa Trời khi có David có mặt ở tại đó. Điều này làm cho lòng của David tan nát. Không thể nào một cái người không chịu cắt bì này có thể làm nói phạm đến danh của Đức Giê-hô-va toàn năng của ông được.
Không thể nào nói phạm đến với đạo quân của Đức Chúa Trời được. Điều đó làm cho tan nát tấm lòng David. Ông không ngồi yên được nữa, ông chạy đi hỏi người này người kia, người ta sẽ làm gì cho cái người có thể đánh hạ cái tên Goliath này. Trong khi anh của ông, người cao lớn hơn rất nhiều, phải anh chị em, khi mà Chúa sai Samuel đi để sức dầu cho con của Jesse tại đây, và chúng ta thấy rằng khi anh của ông đi ngang qua, Samuel nhìn và nói chắc là người này cao lớn, theo như tiêu chuẩn của vua Sauler đó, cao hơn tất cả những người trong xứ bằng một cái đầu. Và thấy anh của David đi ngang qua, Samuel lúc bây giờ cũng có một cái lỗi lầm, nó nghĩ chắc này đúng rồi, chắc là Chúa ngày lựa ông Sauler cũng là người cao ráo, chắc là anh của David sẽ được chọn. Không, ta bỏ nó rồi, ta bỏ nó rồi, ta bỏ nó rồi, ta bỏ nó rồi. Họ cao lớn, họ được huấn luyện. Vua Sauler cũng là một người cao lớn, cao hơn tất cả những người Israel khác bằng một cái đầu, thì chúng ta phải, ông phải là cái người cao lắm. Tất cả đều run sợ, tất cả đều lo cho cá nhân của mình. Chỉ có David ở trong cái khung cảnh đó rằng điều này không thể chấp nhận được. Lòng của ông tan nát khi danh của Đức Chúa Trời bị người ta nói phạm như vậy. Xin điều này cũng làm tan nát lòng của chúng ta. Có đời sống của những người cơ đốc nhân đã làm cho cộng đồng, cho những người bên ngoài, họ nói phạm danh của Đức Chúa Trời của chúng ta. Cái ông đó, cái bà đó là người tinh lành mà như vậy đó. Anh chị em, điều này phải làm tan nát lòng của chúng ta. Danh của Chúa bị nói phạm, lòng tôi tan nát, tôi như là khóc lên với Chúa, khóc lớn tiếng là Chúa ơi, điều này không thể chấp nhận được. Khi có người gửi cho tôi một cái clip, khi những người tín dụng đồng giới, họ được một cái sân bóng chày baseball hoan nghênh và đồng tình với họ. Một đám người họ kéo ra tại đó và họ diễn một cái cảnh Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập tự giá. Và dưới chân thập tự giá là những con người đứng và nói phạm đến cứu Chúa của chúng ta. Và chúng làm những hành động đồi bại của những người đồng giới. Và còn thách thức cái người ở trên thập tự đó xuống để làm cái gì họ được thì làm. Nhiều người khác có thể nói, nó là cái tình trạng xã hội ngày hôm nay. Không, không chấp nhận được. Xin Chúa làm tan nát lòng chúng ta, chúng đều làm tan nát lòng của Đức Chúa Trời. Khi những người khác thấy Goliath quá lớn để có thể đánh bại, thì Joseph thấy mục tiêu quá to, quá lớn để đánh trận. Samuel thứ nhất chương 17 câu 43 đến 47 như sau. Tên Philistine nói với David, ta có phải là một con chó đâu mà ngươi cầm gậy đến với ta. Rồi tên Philistine lấy danh của thần của mình mà rủa xả David và nói tiếp, hãy lại đây, ta sẽ ban thịt ngươi cho chim trời và thú đồng. David nói với tên Philistine, ngươi cầm gươm giáo lao mà đến với ta, còn ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo quân Israel mà ngươi đã thách thức. Hôm nay Đức Giê-hô-va phó ngươi vào tay của ta, ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi và ban thay của đạo quân Philistine làm mồi cho chim trời và thú rừng. Khắp thế gian sẽ biết rằng có một Đức Chúa Trời trong dân Israel. Và toàn thể hội chúng này sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm hoặc bằng giáo, vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận, Ngài sẽ phó các ngươi vào tay của chúng ta. Tấm lòng tan nát đối với việc danh của Chúa bị nói phạm, đạo quân của Chúa bị xem thường, bị thách thức. Và nắm chắc ở trong đức tin của mình để đứng lên và thay đổi tình hình. Để rồi một cây gậy, một cái trận ném đá và năm hòn đá lượm được từ dưới khe, ông đã tiêu diệt Goliath và đạo quân Philistine. Lạy Chúa, xin làm tan nát lòng chúng con cho những điều đang làm tan nát lòng của Ngài. Nehemi một con người khác. Ông có một cuộc sống khá là nhàn hạ. Ông làm việc trong cung điện của vua. Công việc của ông là nếm rượu của vua uống, xem nó có bị bỏ thuốc độc ở trong đó hay không. Nên công việc của ông, ngày nào ông thức dậy, ông nếm cái ly rượu mà không có thuốc độc, thì những giờ còn lại của ngài là nhàn hạ. Đi trừ trường hợp bữa nào uống nhầm cái ly nó có thuốc độc ông mới chết thôi. Cuộc đời của ông nhàn lắm. Rồi một ngày kia, anh em của ông, những người đồng hương của ông từ Jerusalem đến, kể cho ông nghe về tình trạng của thành Jerusalem. Thế nào là tường thành vẫn còn bị đổ nát,
Các cửa bị đốt cháy khi Nebuchadnezzar đến đã chiếm và phá hoại thành Jerusalem, tường thành của nó. Ông nghe Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta là ông phải ngồi xuống, ông đứng không nổi khi ông nghe cái tin này. Và ông khóc, ông kiêng ăn nhiều ngày. Lòng của ông tan nát khi ông nghe cái tin về quê hương của ông như vậy. Lạy Chúa sẽ làm tan nát lòng chúng con cho những điều làm tan nát lòng của Ngài. Cuối cùng ông đã đứng lên, đi vào cung vua với cái gương mặt buồn, cái mực dài. Khi ông dâng rượu cho vua, vua hỏi: Nehemi, sao mặt ngươi buồn như vậy? Ngươi có bệnh gì không? Anh chị em biết, thời đó, khi ra mắt vua với cái gương mặt buồn như vậy, là có thể bị mất đầu. Ông trả lời. Cuối cùng vua hỏi: ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Ông nói rằng tôi muốn về quê hương của tôi để xây dựng lại tường thành đã bị đổ nát. Vua đồng ý cho ông đi, cắt cử đoàn quân đi theo ông và cho luôn cái giấy giới thiệu để ông có thể đốn rừng làm cây, làm gỗ để có thể sửa chữa lại vách thành, tường thành Jerusalem. Ông phải là người xây cất. Ông về đến nơi khi sau khi quan sát tất cả mọi sự, ông chiết tính công việc và đã lên một cái kế hoạch tuyệt vời để thành tường thành Jerusalem đã được tái dựng trở lại một cách nhanh chóng, một thời gian phá kỷ lục. Vì lòng của ông tan nát khi ông nghe tin thành Jerusalem, tường thành Jerusalem vẫn còn bị sụp đổ như vậy. Điều tuyệt vời ông đã làm. Ông đứng trước dân sự và ông kêu gọi họ: hãy chiến đấu vì gia đình của các anh em, hãy chiến đấu cho nhà cửa của mình, hãy chiến đấu cho vợ, cho chồng, cho con trai, con gái của anh chị em. Vì lòng của Nehemi tan nát đối với việc đó. Vì thành mà nó bị đổ như vậy, tường thành bị đổ như vậy, dân ở trong đó không được giữ an toàn. Bất cứ lúc nào người ta cũng có thể tiến vào, đánh chiếm và đe dọa tính mạng của họ. Qua sự tan nát tấm lòng của ông đối với tường thành của Jerusalem đã đẩy ông ra khỏi sự an nhàn thoải mái. Ông đã làm một cái gì đó để thay đổi tình hình. Một tấm gương khác chúng ta thấy Chúa Giê-xu. Ngài ngồi đối diện với thành Jerusalem. Kinh Thánh nói rằng Ngài khóc. Nói rằng: Jerusalem, Jerusalem, ta ước gì ngươi biết cái ngày mình được thăm viếng. Họ đã đánh mất cơ hội. Đấng Mê-si-a đã được tiên tri trước. Chính Đức Chúa Trời nhập thể làm người, cởi trên lưng lừa đi vào thành Jerusalem. Ngài đến để cứu dân mình, xong dân mình chẳng hề nhận lấy. Thiên Chúa, Ngài đau lòng đối với Jerusalem vì họ đã đánh mất cơ hội để đón tiếp Chúa. Lòng của Chúa tan nát đối với tình trạng lạnh cảm của dân thành Jerusalem đối với chính mình Ngài. Anh chị em, khi chúng ta cầu nguyện: Lạy Chúa, xin làm tan nát, làm tan vỡ trái tim của con, Chúa Ngài sẽ đáp lời. Và khi Chúa Ngài đáp lời, đời sống của anh chị em sẽ không còn như cũ nữa. Một trong những lời tiên tri rằng Chúa Ngài sẽ làm những việc lớn của Ngài qua người Việt Nam trên thành phố này. Và lời tiên tri cập theo là: hãy báo cho người Việt Nam tại thành phố Houston biết rằng Đức Chúa Trời sắp sửa can thiệp vào làm xáo trộn đời sống của họ. Và có thể đây là cái loại xáo trộn mà tiên tri của Chúa đang nói. Phải là những ngày chúng ta bước ra khỏi những cái thoải mái an nhàn của cá nhân của chúng ta và xin Chúa Ngài làm cái gì đó. Năm 1995, khi chúng tôi được tiếp xúc lần đầu tiên với một chức vụ của ông George Ostis, của tổ chức Sentinel, ông có một cái conference, có một cái kỳ hội thảo. Cái tựa đề của nó là khám phá thành phố của anh em, Discover Your City. Tôi ngồi đó và nghe những con số, những cái con số thống kê và cái tình trạng thật của thành phố Houston. Lòng của chúng tôi tan nát, không thể chấp nhận được. Kỳ hội thánh của Chúa được Chúa Ngài ban cho chúng ta, bao nhiêu phước hạnh Chúa Ngài định cho chúng ta. Chúng ta vì một cái tính lý, một cái lập trường của một con người, một nhà thần học,
Chúng ta nói không, tất cả những điều đó qua hết rồi. Bây giờ hội thánh của Chúa, chúng ta chỉ tin Chúa rồi đọc kinh thánh rồi cố gắng chịu đựng. Thành phố chúng ta nó nát cậy nó đổ vỡ cậy nó, bởi vì thời kỳ cứu rốt này nó là như vậy. Không, vì lời hứa của Chúa lớn lắm anh chị em, cho hội thánh của Ngài. Không, chúng ta không chấp nhận điều đó. Lúc bây giờ đường Westheimer là cái con đường gọi là đèn đỏ đó. Và nhiều điều nó diễn ra tại đó. Người ta nói rằng cái điều này là tự nhiên, cứ chấp nhận nó đi. Chúng ta nói không. Và tôi là một trong những người đứng lên và nói rằng cái thành phố này đã mở cửa và đón tiếp tôi tại đây. Và tôi đã sống ở tại đây, đã sinh hoạt tại đây, lập gia đình, thành lập hội thánh của Chúa ở tại đây. Tôi không thể nào để cho thành phố của tôi nó tệ bạc đến như vậy. Và tiến vào cùng với các anh chị em, các chức vụ, hơn 300 chức vụ tại thành phố này, hạ mình xuống tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự tươi mới đến. Cảm ơn Chúa. Tình trạng của hội thánh trong những năm đó, trước đó, chúng tôi đi dự những cái đại hội của Baptist của chúng ta, của Liên hữu Tin lành Baptist Bắc Mỹ này. Và những buổi tối tôi nằm ở trên giường chung với lại những cái phòng mà có những cái bunk bed, thì nghe những cái câu chuyện họ vận động phiếu, họ tìm đủ một cách để đàn áp, để lấy phiếu, để chèn chấn không cho cái người đó. Cái người đó đang được nhiều người tín nhiệm, chắc chắn là sẽ lên chức chủ tịch của mình đây nè. Nhưng mình không thể nào để cho chuyện này xảy ra. Anh chị em, những chuyện thảo luận bàn với nhau và cái cách để họ có thể làm việc đó đó, tôi chỉ úp mặt vào trong vách tường tôi khóc thôi. Nếu hội thánh của Chúa là niềm hy vọng cho cộng đồng, cho thành phố, mà nó như thế này đó, thì làm sao? Lòng của tôi tan nát và tôi nói rằng hội thánh phải kinh nghiệm sự phục hưng. Và tôi đã đeo đuổi. Một tình trạng khác làm cho lòng của tôi tan nát khi nhìn thấy trong hội thánh của Chúa có những người đi nhà thờ, nhưng mà thật sự đời sống của họ chưa được tái sanh. Phải có cái gì đó phải thay đổi. Tôi là một trong những con người đó trước đây. Lớn lên ở trong hội thánh, ông nội tin Chúa, ba tin Chúa, bên phía bên ngoài của tôi, ông cố tôi tin Chúa, rồi bà ngoại của tôi tin Chúa, rồi mẹ của tôi được hướng dẫn đến với Chúa. Hai bên nhập lại với nhau thành ra hội thánh ở tại Tân Châu. Chủ nhật ôm kinh thánh đi đến nhà thờ, ôm thánh ca đi đến nhà thờ. Thứ hai cho đến những ngày khác, đá gà cờ bạc giống như những người trong cộng đồng. Tôi nói các cậu của tôi đó, lớn lên trong hội thánh, tôi học kinh thánh, thuộc lòng kinh thánh, để trả câu gốc, để trả kinh thánh, để thi kinh thánh trong những dịp Giáng sinh, lấy cái văn hóa của Tin lành, truyền thống của Tin lành, nhưng mà thật sự chưa nhận Tin lành của Chúa. Đức Chúa Giêsu còn là một nhân vật trong các trang của kinh thánh, cho đến khi tôi thật sự gặp Chúa và Đức Chúa Giêsu đã bước ra khỏi các trang kinh thánh và bước vào cuộc đời của tôi. Cho nên lòng của tôi tan nát khi nhìn thấy hội thánh của Chúa có những con người vẫn đi nhà thờ, chơi trò chơi đi nhà thờ, làm lòng của tôi tan nát. Để anh chị em, Ngài Chúa trở lại, Ngài tiếp rước, Ngài không tiếp rước người Tin lành, Ngài không tiếp rước người Công giáo La Mã, Ngài chỉ tiếp rước những người thật tin Chúa. Sự tan nát đó làm cho tôi thay đổi từ cách giảng dạy cũng như điều chúng tôi đeo đuổi. Tình trạng khác không thể chấp nhận được. Có những cơ đốc nhân được Chúa cứu rồi vẫn ngồi ở trong nhà thờ, không nhận những ân tứ mà Chúa Ngài đã ban cho, không biết khám phá và sử dụng để hầu việc Chúa và làm sáng danh Chúa. Lòng người tôi tan nát với tình trạng này. Vì anh chị em ơi, một ngày tất cả chúng ta đều sẽ đứng ở trước mặt Chủ của chúng ta khi Ngài tính sổ. Trong ẩn dụ về các ta lân, Chúa nói rằng thầy Chủ sẽ trở về và gọi các đầy tớ của mình ra và sẽ tính sổ. Có một đứa đầy tớ mà Chủ gặp và mắng rằng đứa đầy tớ hung ác kia, thì bà đem giấu cái ta lân của mình, mà không làm lời ra, bị đuổi vào cái nơi có khóc lóc nghiến răng. Có hai người đầy tớ làm việc đúng tốt, Chủ khen họ đầy tớ ngay lần trung tính của ta được lắm, hãy đến hưởng phước của Chúa ngươi. Trong lòng của tôi tan nát với những con người đi nhà thờ
mà không biết, cũng không chịu khám phá ân tứ khả năng Chúa ban cho để làm việc lành mà Chúa đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Nếu công việc lành mà Chúa đã sắm sẵn trước cho chúng ta mà chúng ta không làm thì chuyện đó nó sẽ vỡ gan. Nhiều người đáng lý được phước qua cái việc lành mà Chúa Ngài đã định cho chúng ta đó mà chúng ta không làm thì chuyện gì xảy ra? Những người đó sẽ mất phước của Chúa. Cho nên thử hình dung với tôi tiềm năng của những tấm lòng tan nát vì Chúa Ngài đáp lời. Cho những điều làm tan nát lòng của Chúa, vì chúng ta đứng lên chúng ta làm việc. Chúng ta đứng lên chúng ta để Chúa Ngài sử dụng chúng ta như David, như là Nê-mi. Thì chuyện gì có thể xảy ra? Lớn lắm. Lớn vô cùng. Nếu 120 người trên phòng cao có thể làm đảo lộn thế giới thời bây giờ, sau khi Đức Thánh Linh giáng xuống ở trên họ, anh chị em chúng ta, hội thánh của Chúa tại đây hơn 120 người. Vấn đề là có khao khát để nhận ơn của Chúa, để có thể ra đi và giảng gì, giảng tin lành của Chúa hay không? Tôi không biết Chúa Ngài sẽ làm tan nát lòng của anh chị em với những điều gì. Có thể là chúng ta chiến đấu cho những thai nhi chưa có cơ hội để chào đời vì nạn phá thai, cho trẻ em mù chữ, cho nạn buôn bán người, cho sự bất công của chủng tộc, cho những tù túng của tài chính, cho tổ ấm yêu thương để con trẻ được lớn lên trong gia đình có đủ cha đủ mẹ, cho những người bị tâm thần, cho những người nghiện ngập cần được giải cứu, cho những hôn nhân cần được chữa lành, cho sự giải cứu kịp thời cho những thiếu niên đang lấy lưỡi lam cắt gạch mình vì chán nản, cho những người nghiện phim khiêu dâm cần được giải cứu, cho những thanh thiếu niên đang rất cần Đức Chúa Trời, họ tuyệt vọng đối với hội thánh của Chúa vì thấy cha mẹ không làm gương cho mình. Tôi không biết Đức Chúa Trời sẽ đặt điều gì làm tan nát lòng anh chị em, nhưng tôi tin rằng Ngài sẽ đáp lời khi chúng ta dám xin Chúa. Lạy Chúa, xin làm tan nát lòng của con cho những điều làm tan nát lòng của Chúa. Ngài sẽ ban ơn. Chúa sẽ đặt cái nặng này trong chúng ta đến một cái lúc chúng ta sống với nó, chúng ta cầu nguyện, chúng ta kiêng ăn, chúng ta xin Chúa Ngài dùng chúng ta để làm giải pháp cho nặng đề đó, để tái dựng, để phục hồi, để có thể làm những công việc lớn lao. Đúng, khi chúng ta xin Chúa Ngài sẽ làm cho chúng ta đau đớn lắm. Nhưng thà chúng ta đau đớn có mục đích hơn là tồn tại mà không có mục đích. Có người khác trong Kinh Thánh là Phao-lô. Ông là người mà Philip chương 3 ông nói với hội thánh của Chúa tại thành Philip: tôi là người có đủ điều kiện, tôi là người Hebrew, con của người Hebrew, tôi là người thuộc về chi phái Pharisee, tôi được cắt bì lúc tôi 8 tuổi, xin lỗi, 8 ngày, tôi giữ tất cả luật pháp, không có thiếu sót chỗ nào. Nhưng tôi xem tất cả điều đó là rơm rác, là một đống phân, để tôi được Đấng Christ. Tại sao? Vì khi ông biết được Đấng Christ, ông thấy rằng đó là tuyệt vời vô cùng. Không có điều gì trên trần gian này có thể đánh đổi được. Cho nên ông bằng lòng bỏ hết tất cả những điều đó để ông được Đấng Christ. Rồi ông theo đuổi một điều mà Roma chương 9 câu 1 cho đến câu số 3: trong Đấng Christ tôi nói sự thật, tôi không nói dối, lương tâm tôi cũng làm chứng cho tôi trong Đức Thánh Linh rằng tôi buồn bã lắm, lòng đau xót triền miên, vì tôi ao ước có thể chính mình bị nguyền rủa và dứt khỏi Đấng Christ thay cho anh em tôi và đồng bào của tôi. Ông rằng nếu có thể được, ông bị dứt bỏ khỏi danh sách của những người được cứu trong Đấng Christ để dân tộc của ông được cứu. Một người xin một lời cầu nguyện chúng ta thấy quá sức tưởng tượng với anh chị em. Không có một chút nào là ích kỷ trong đó. Nếu có thể được, tôi mất sự cứu rỗi mà tất cả những người Israel được cứu thì tôi sẵn sàng làm công việc đó. Bởi vì lòng của ông tan nát, đau đớn triền miên về sự lạc mất của họ. Anh chị em, hãy cầu xin Chúa làm tan nát lòng của chúng ta đối với những người lạc mất ở ngoài kia. Thì bất cứ lúc nào, bất cứ lúc nào một người chưa tin nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống, đụng xem một cái rầm một cái tắt hơi, người này sẽ định là đi vào quả ngục đời đời. Dù người này đang là cầm bạc triệu trong tay, bạc tỷ trong tay,
nằm xuống mà không có Chúa sẽ đời đời trong quả ngục. Nhiều khi chúng ta đi nhà thờ một thời gian, chúng ta quên cái tình trạng của những người ở bên ngoài sự cứu rỗi của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta như Phaolô tại đây: tôi buồn bã lắm, lòng đau xót triền miên vì sự lạc mất của dân tộc. Anh chị em, xin Chúa cho để hết thảy chúng ta, xin Chúa cho điều này làm tan nát lòng của tất cả chúng ta, gia đình của chúng ta, gia tộc của chúng ta, dân tộc của chúng ta sẽ không đến được sự cứu rỗi cho đến chừng Đức Chúa Trời tìm thấy những con người lòng của họ bằng lòng chịu tan nát đối với cái cảnh và tình trạng lạc mất của những người đó. Không biết anh chị em như thế nào mà tôi thấy những cái video clip người ta chen lấn với nhau để chạy vào để cướp những cái đồ người ta cúng cho cô hồn. Đấy, không biết cái con người đang thắp nhang chưa có lại sống nữa thì bao nhiêu con gà trên đó người ta đạp lẫn nhau, người ta chạy vào người ta lấy đi. Những ngày lễ hội đầu năm để đi hái lộc, người ta dẫm nhau mà đến chết. Người ta xì xụp lại những cái tượng mà nó có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, có mũi không ngửi được, có chân mà không đi được. Trong khi chúng ta biết một chân thần có quyền để có thể cứu họ, mà chúng ta thờ ơ đến độ chúng ta nói rằng tôi được cứu rồi, tôi được một chỗ trên thiên đàng rồi, tất cả mọi việc đều sẽ là tốt đẹp từ đây, chết răng chịu. Chắc không ai trong chúng ta nói một cách gọi là lộ liễu như vậy, nhưng mà lối sống của chúng ta nó đã nói lên điều đó. Lạy Chúa, xin làm tan nát lòng con, trái tim của con cho những điều đang làm tan nát lòng của Chúa. Khi tôi trải qua cái sự tan nát này, không có những giây phút nào mà tôi không nghĩ đến việc phải làm cái gì đó để ảnh hưởng đời đời trên những cuộc đời. Từ tín đồ trong hội thánh cho đến những cơ đốc nhân và hội thánh của Chúa và người Việt Nam chúng ta cũng như tất cả mọi dân tộc, phải thật sự gặp Chúa, phải kinh nghiệm Chúa. Chứ không thể nào đi nhà thờ cho đủ, phải được biến đổi. Người ta phải biết và kinh nghiệm Đức Chúa Trời mà tôi phục vụ là một Đức Chúa Trời yêu thương, thương xót họ, thương xót đến độ Ngài đã lên kế hoạch và Ngài bằng lòng hứng chịu những lần đòn đau đớn như vậy để họ được lành. Cho nên không nghỉ, tiếp tục học hỏi, cầu nguyện, tìm những phương cách để có thể phục vụ một cách tốt đẹp nhất để tất cả mọi người mà chúng ta giúp đỡ họ sẽ kinh nghiệm được sự chữa lành ở trong Chúa. Không ngưng nghỉ. Có những ngày mà gia đình có nhiều cái sinh hoạt, có những bữa ăn, chúng tôi có những sự hy sinh một cách cá nhân đó, giấu mình ở trong phòng chuẩn bị tài liệu, những bài giảng để giảng trên radio, để giảng cho hội thánh của Chúa, hầu cho nhiều người được phước của Chúa và những ai chưa biết Chúa có thể bước vào trong sự cứu rỗi của Ngài. Vì tôi đã cầu nguyện lời cầu nguyện này nhiều năm trước đây và đã chịu lòng của mình tan nát đối với những điều làm tan nát lòng của Đức Chúa Trời. Không có một sự tan nát nào lớn trong lòng của Đức Chúa Trời cho bằng những con người lạc mất chưa được nghe tin lành của Chúa. Hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Hãy nói với Chúa đi anh chị em: Chúa ơi, xin làm tan nát lòng của con cho những điều làm tan nát lòng của Chúa. Chúa sẽ đáp lời. Đời sống anh chị em sẽ không giống như xưa nữa, nhưng mà cho tôi chia sẻ với anh chị em phước hạnh vô cùng khi Chúa Ngài sử dụng chúng ta. Tất cả những chức vụ từ cứu thế quân cho đến những chức vụ mà chúng ta thấy đem lại phước hạnh cho nhiều người bắt đầu từ sự tan nát tấm lòng này. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Những chị em có mặt ở tại đây chưa bao giờ tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống, hãy biết rằng lòng của Chúa tan nát lớn nhất là sự lạc mất của anh chị em. Anh chị em có thể đi nhà thờ, có thể tiếp xúc với lại tin lành của Chúa, nhưng đó không có nghĩa là anh chị em thật sự đã được tái sinh. Chưa có Chúa trong đời sống của mình, chưa nhận sự cứu rỗi của Chúa, hãy nhận sự cứu rỗi của Chúa ngay ngày hôm nay. Và đối với các con cái Chúa còn lại,
xin Chúa ban phước trên chúng ta. Và trong thời giờ này, xin mời anh chị em cùng đứng lên. Nếu ai dám cầu nguyện lời cầu nguyện can đảm này, hãy nói với Chúa đi, công bố thành lời, và sẵn sàng để thấy cách mà Đức Chúa Trời Ngài sẽ sử dụng chúng ta để có một chức vụ, để có một công tác, để đáp ứng nhu cầu và đem lại sự chữa lành, đem lại sự phục hồi, đem lại phước hạnh trong ơn của Chúa. Ước mơ của tôi là sẽ có một vụ để giúp đỡ cho gia đình, cho hôn nhân. Và tôi tin rằng Chúa Ngài đang chuẩn bị công việc đó. Chúng ta sẽ có những seminar, chúng ta sẽ có những cái buổi hội thảo chuyên đề cho lĩnh vực này. Tôi muốn có một cái chức vụ để đáp ứng nhu cầu của những người trẻ. Một chức vụ để giúp đỡ cho nhiều người được giải cứu ra khỏi những thói hư tật xấu, những nghiện ngập của họ. Hội thánh của Chúa tiếp tục phát triển để nhiều người chưa biết Chúa có thể được biết đến Chúa. Và tất cả đều cần sự đóng góp của những con người bằng lòng để Chúa làm tan nát lòng của chúng ta đến mức độ chúng ta không chịu nổi nữa, phải đứng dậy để làm một điều gì đó. Và chúng ta bắt tay làm việc. Cho kính yêu, con cầu nguyện trong thời gian này. Chúa nhìn thấy, Ngài lắng nghe những lời cầu nguyện từ nơi đáy lòng của chúng con. Chúa ơi, sẽ làm tan nát lòng của chúng con cho những điều làm tan nát lòng của Chúa. Vì tại đây chúng con không muốn tiếp tục làm công việc của tôn giáo, của hệ phái, nên con muốn làm công việc mà Chúa Ngài đã sai, đã gửi, đã cho chúng con được sanh ra trong thời điểm này, là việc lành mà Chúa Ngài đã sắm sẵn cho chúng con để chúng con làm theo. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin đáp lời cầu nguyện của anh chị em chúng con, để chúng con có thể được Chúa để sử dụng chúng con một cách lớn lao trong những ngày sắp đến, để khôi phục lại chức vụ quyền năng trên thành phố này, cho hội thánh của Chúa ở tại Hoa Kỳ này, và khắp nơi mà Chúa Ngài sai phái chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Tặng Chúa với chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Ngợi khen Chúa của chúng ta. Như tôi nói, trong tuần này anh chị em hãy xin Chúa làm tan nát lòng của chúng ta, cho những điều làm tan nát lòng của Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi sẽ nán lại để cầu nguyện cho những người có nhu cầu. Hội thánh xin Chúa ban phước trên anh chị em. Chúng ta nghỉ giây lát và anh chị em tham dự vào trong các buổi huấn luyện để chúng ta chuẩn bị đón tiếp đại hội. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi được biết những con số là chúng ta đang ở trong một cái mức độ là chúng ta phải có thêm gấp đôi số ghế ở trong phòng thờ phượng của chúng ta để có thể đón tiếp anh chị em của chúng ta. Mình đòi hỏi tất cả 130 người đã ghi danh để phục vụ sẽ cùng nhau làm việc. Tất cả những piston phải nổ hết để guồng máy của chúng ta có thể hoạt động một cách tốt đẹp, để chúng ta giúp đỡ đón chào các anh chị em chúng ta để đến và cùng hưởng với chúng ta phước hạnh mà Chúa Ngài bắt đầu làm cho chúng ta tại đây, sự thăm viếng tươi mới của Chúa. Chúa cùng anh chị em. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.